Chào mừng tất cả quý anh chị hàng. Bên cạnh anh chị đó chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G màu trắng ngọc trai. Nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị là hãy review và chia sẻ ngắm nhìn chi tiết tổng quan về ngoại thất, nội thất của một chiếc màu trắng ngọc trai để xem là thiết kế nổi bật của Vios sẽ là như thế nào. Với cái màu trắng này thì sẽ có những cái điểm nổi bật về màu sơn 3 lớp ánh nhũ là như thế nào. Cùng với đó, tổng giá lăn bánh cũng như là chương trình khuyến mại mới nhất của Toyota Vios cũng sẽ được cập nhật. Kính mời quý nhà hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam phân phối Vios G với động cơ 1.5 DOHC 20 cam kết hợp với hộp số CVT vô cấp giúp cho Vios vừa cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như khả năng tăng tốc và di chuyển mượt mà và êm ái. Về cái thiết kế an toàn, từ ngoài ở phía đầu xe đó chính là cụm đèn pha cốt full LED. Anh chị thấy nổi bật không? Nếu mà nổi bật nhất của phiên bản G này đó chính là cụm đèn full LED kết hợp với giải đèn LED ban ngày cũng như đèn xi nhan, giúp cho cái tổng thể cái thiết kế đầu xe cực kỳ là nổi bật. Nói vui anh chị là thiết kế trông như một chiếc Lexus thu nhỏ luôn đó. Tiếp đến là gì nào? Chúng ta xuống dưới, chúng ta có đến hai cảm biến góc trước giúp cho chúng ta đi vào những cái cung đường hẹp an toàn hơn. Hay hệ thống đèn sương mù công nghệ LED, ánh sáng trắng bám đường trên cái nền của bóng pha cốt full LED như thế này. Nếu mà để nhận diện kỹ hơn thì phiên bản G thì chúng ta có cái mặt ca lăng hình thang ngang như thế này. Và xuôi, lần này Toyota đã thiết kế hình thang xuôi và sẽ sơn bóng nhá. So với phiên bản ECVT hay phiên bản số sàn thì bản G ốp mặt ca lăng phía trước sẽ được sơn bóng hay logo phía trước mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Chúng ta sẽ có cái đường mạ chrome nối liền như thế này này. Bản G nó sẽ khác biệt như vậy, trông giúp cái đầu xe thể thao bề thế hơn. Hay những cái đường gân dập nổi trên nắp capo khí động học cũng giúp xe nổi bật và khỏe khoắn hơn. Tiếp đến ở phần thân xe là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thiết kế phần phía thân xe của Toyota Vios, trường xe nổi bật, xe trang bị tiêu chuẩn an toàn 5 sao ANCAP với 4 bánh phanh đĩa kết hợp với hệ thống phanh ABS, EBD phân bổ lực phanh điện tử hay BA hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Ngoài ra thì chúng ta còn có hệ thống khởi hành ngang dốc hay hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo. Rất ấn tượng đúng không ạ? Nào, cái thông số của la răng là như thế nào? La răng của Vios G sẽ là 15 inch dạng phay đúc. Chúng ta sẽ có cái thông số lốp ở đây, đó chính là 185/60 R15. Dạng lốp béo giúp xe bám đường cũng như cái tiết diện vừa đủ giúp xe di chuyển bám đường và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tiếp đến thì chúng ta có đèn xi nhan trên gương kết hợp với tổng cục gương điện và chỉnh mặt gương điện. Ngoài ra thì Vios G thì còn có thêm tính năng đó chính là speed lock. Xe sẽ tự động chốt khóa cửa khi mà chúng ta tăng tốc. Và một cái hay nữa là cái đèn cảnh báo phanh khẩn cấp khi chúng ta đi tốc độ từ 55 km/h trở lên mà phanh gấp thì toàn bộ hệ thống đèn xi nhan sẽ nhấp nháy để cảnh báo cho xe phía sau, giúp xe lái xe an toàn hơn. Nào, chúng ta có gì ở đây? Đó như là bản G thì sẽ nổi bật với tay nắm cửa được mạ chrome sang trọng và sáng bóng, kết hợp với phần bên phải bên người lái nó chính là nút bấm của chìa khóa thông minh. Di chuyển dần tiếp đến là chúng ta sẽ có gì hay nào? Ở phần này đó chính là phần đuôi, chúng ta có phần sấy kính phía sau hay đèn phanh thứ ba trên cao. Một cái hay nữa đó chính là anten vây cá mập giúp cho trông thể thao hơn. Nào, đây là tổng quan phần phía đuôi phía sau thì thấy điểm nổi bật đó chính là toàn bộ cụm đèn hậu sẽ là kết hợp là thiết kế full LED. Full LED luôn. Chúng ta có đến hệ thống an toàn là 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau, 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau và kết hợp với camera lùi nổi bật trên màn hình theo xe. Rất hay. Rất ấn tượng đúng không ạ? Nào, anh máy quay sẽ đi một vòng để chúng ta ngắm lại một lần nữa vòng quanh tổng quan. Đúng rồi, thiết kế chi tiết của chiếc Toyota Vios màu trắng ngọc trai cực kỳ là nổi bật. Thiết kế tiêu chuẩn khí thải Euro 5 chỉ 4,88 lít trên 100 km mà thôi. Trên 100 km mà chỉ có hơn 4 lít. Nào, anh máy quay sẽ quay để chúng ta được ngắm nhìn, để ngắm cái độ đẹp, nổi bật, tuyệt vời một lần nữa. Tuyệt vời một lần nữa của chiếc Toyota Vios 1.5G màu trắng ngọc trai.
model mới nhất hiện nay, sẵn hàng, đủ màu giao ngay cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bên trong xe. Có một cái hay nữa đó chính là duy nhất ở trong phân khúc sedan hạng B cao cấp như thế này thì Toyota Vios là có hàng ghế sau gập thông với khoang hành lý, giúp cho khoang hành lý của chúng ta rộng rãi hơn khi mà để những đồ vật dài. Hay mà chúng ta kiểm tra cái lốp sơ cua này, lốp sơ cua sẽ như lốp theo xe luôn nhá. Tuyệt vời đúng không ạ? Rộng rãi lốp, khoang hành lý hơn 500 lít, lốp sơ cua như lốp theo xe. Và anh máy quay sẽ di chuyển để chúng ta ngắm nhìn tổng quan phần phía chi tiết hình ảnh của xe Vios màu trắng ngọc trắng. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan nội thất mới nhất của chiếc Vios phiên bản 1.5G màu trắng ngọc trai, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 mới nhất hiện nay. Thì có cái điểm nổi bật là gì nào? Khi mà nhìn về phía tappi này với màu kem thì giúp cho xe trông sang trọng hơn, hay tay nắm cửa được mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Xe có cụp gương điện, chỉnh mặt gương điện, hay chốt khóa cửa và chốt cửa tự động, kính lái auto một chạm. Cái phần bản G sẽ có cái phần sơn đen bóng ở đây, để mới biết được rằng là bản G nó sẽ có nhiều chi tiết phụ trợ nhỏ lắm mà sẽ chỉ trên bản G mới có thôi ạ. Tiếp đến là gì nào? Ghế da. Chúng ta ghế da chỉnh lên đến 6 hướng và có lỗ thông khí. Không chỉ có vậy, 6 cảm biến trước sau, hệ thống kiểm soát lực kéo hay cân bằng điện tử, những cái hộc để đồ nhỏ. Hai cái thế hệ mới thì cái màu của cái phần viền cửa gió điều hòa sẽ màu trầm xuống. Vô lăng được khâu bọc da. Và chi tiết nội thất bên trong là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của nội thất của chiếc Toyota Vios 1.5G model mới năm 2022. Về phần an toàn như Văn Hội nói đúng không ạ? Chúng ta có đến 7 túi khí, đặc biệt nhất là túi khí ở phần đầu gối. Về phần hiển thị thì sao? Ở phiên bản G thì chúng ta có cả km/h bằng điện tử này. Hệ thống cảnh báo cảm biến trước và cảm biến lùi cũng như cảm biến góc thì đều hiển thị được trực tiếp trên cái bảng đồng hồ digital này. Hệ thống đèn pha tự động cũng như là công nghệ đèn full LED thì anh chị đã cập nhật được rồi. Chúng ta có thoại rảnh tay, volume cũng như chuyển hệ và đặc biệt nhất hệ thống cruise control, giữ ga tự động theo hành trình. Vô lăng của Vios ở cái thế hệ 2022 này thì cái màu mạ bạc sẽ hơi trầm xuống nhá. Cũng như là chúng ta có vô lăng khâu bọc da. Hệ thống cảm biến sẽ có công tắc 6 mắt, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử cũng được trang bị. Chúng ta có hệ thống giải trí lên đến 6 loa. Về phần tappi cửa thì xe trang bị luôn là tay nắm cửa mạ chrome kết hợp với chỉnh mặt gương điện, gập gương điện cũng như kính bên người lái auto. Chúng ta có 6 loa giải trí rồi, đúng không ạ? Nào, chúng ta còn có thêm gì nào? Đó chính là về phần trang bị hiện đại thì chúng ta còn có thêm chiếc chìa khóa thông minh, engine start stop và hệ thống điều hòa tự động. Điều hòa tự động được hiển thị màn hình LCD rất nổi bật. Lần này thì về phần giải trí chúng ta có màn hình chính hãng của Toyota cho khả năng kết nối CarPlay, Smart Driver Link, Android Auto cũng như là xem video qua USB, hoặc là chúng ta có những kết nối Bluetooth, radio, FM rất tuyệt vời đúng không ạ? Hộp số thì sao? Hộp số của Toyota đã được nổi bật về sự bền bỉ rồi. Nhưng mà với cái dạng số zig zag này thì chúng ta sẽ rất tiện. Camera có vạch dẫn hướng. Hộp số zig zag này thì chúng ta có tích hợp thêm số M cho cái khả năng vận hành thể thao mạnh mẽ và khỏe khoắn. Đúng không ạ? Đây, nào, một lần nữa chúng ta ngắm tổng quan của chiếc Toyota Vios cũng như là về phần trang bị ghế. Xe trang bị là ghế da có lỗ thông khí. Còn phần tiếp theo là thì sao? Đó chính là phần trên la phông trần. La phông trần này của chúng ta thì màu kem rất sáng, cũng như phần gương này trang điểm. Và chúng ta có một cái khoảng không ở phía trên rất rộng và thoải mái. Anh máy quay sẽ quay tổng quan hình ảnh rộng, chi tiết để chúng ta có thể nhìn thấy được. Đây là tổng quan giao diện cực kỳ là rộng và sang trọng trên Toyota Vios. Vừa rồi đó chính là ngắm nhìn tổng quan chi tiết thiết kế, ngoại thất, nội thất bên trong của một chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5G màu trắng ngọc trai, model mới nhất hiện nay, tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Xe thì đang sẵn hàng, giao ngay, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn mới nhất đúng không ạ? Từ tặng tiền mặt, bảo hiểm và phụ kiện, con số lên đến vài chục triệu đồng, giá rất rẻ rồi.
lăn bánh đâu đó chỉ khoảng nhỉnh hơn 600 triệu đồng một chút mà thôi, khi mà mức thuế ở tỉnh là 10% hay Hà Nội 12%, Hồ Chí Minh 10%, biển số Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ là 20 triệu thì lăn bánh cho một chiếc Vios đã rất rẻ rồi. Tiêu chuẩn khí thải lưu năm trả góp chỉ từ 200 triệu đồng là một chiếc Vios 1.5G đã nằm trong nhánh trị, hay 150 triệu đồng cho những phiên bản số sàn, hay 170 triệu đồng 1.5 ECBT. Chúng tôi giao online, giao tất cả các vùng miền, tư vấn giao xe trả thẳng, trả góp. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được chia sẻ và phục vụ quý chàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.